Đúng đường chứ. Đúng đường. Mẹ là đâu có lúng cái xe luôn rồi. Rồi chờ mấy cài kéo lên. Liên danh xe của công ty chúng ta. Không phải gỡ đâu, cái đường dây đó như ai chạy qua bức gỡ cái dây ra đâu. Mấy hôm nay đi làm ăn ẩu quá. Chúi đầu xuống luôn rồi. Lúng cái đầu luôn. Chết xe người ta rồi. Chết rồi. Sự cố hy hữu. Ủa nhưng mà nó lúng có tí xíu mà sao nó không lên nổi ta? Sao lên được? Cái đầu đi sầu má. Cái bánh xe sau thôi mà. Trục sau thôi mà, đâu có chạy trục trước đâu. Trục trước thì không má làm sao mà nó lên được. Đúng không? YouTuber đó hả? Có những người đó thằng đà nó bị hưởng gì đó. Tao thấy được không? Ừ. À, điện thoại đúng rồi. Vip điện đầu nó vô đâu có lúng lắm đâu, chưa đổ bánh xe mà. Chưa nửa bánh. Đúng không? Chưa được nửa bánh thôi mà. Thấy không? Từ đây nhìn rõ mặt anh Tài luôn đấy. Ừ. Anh Tài đang gọi điện cầu cứu hỗ trợ. Nói gì? Để cầu rồi, để cầu trước rồi. Một cầu hả? Con cầu chưa, cầu sao, cầu trước cầu sao? Xe bò, xe ben nó tới hai giò mà. Xe này có 1 giò 1 mà. Là giò sau nó có cờ cầu. Mấy chiếc bèn mình muốn á, mua 300 máy rồi, mạnh nữa mạnh á, mà dễ cầu. Cái này lớn cái đạp lớn để cầu này. Còn nữa.
xe ấy đâu phải đâu, anh muốn sắm cầu thêm á, anh đóng tiền thêm đó. Sao xe tải đóng tiền thêm? Ủa, anh mua hai cầu khác một cầu chứ. Một cầu tập tại nhà thì anh đi đóng tiền chết. Còn mà tập tại nhà thì đóng tiền nhiều chứ khá được mà. Sao cũng làm ra đường mà kinh đi. Ủa, vậy tại sao anh phải chọn một phí công của khu khác, du lịch của khu khác? Thì đó, anh yêu cầu ba trò là thấy gì là hơn tiền rồi, tại vì em trọng tải nhiều hơn. Anh đi phá đường nhiều hơn. Thì xe hai cầu còn rồi, từ đều mấy năm tháng rưỡi trở lên mới hai cầu, cái xe nhỏ có hai cầu được. Không, ý là hai giò nhưng mà có một cầu sau thôi. Nó phải bốn nữa, hai giò nó mới chạy được chứ có đường sau. Có cái giò không phải trước, nếu đang trước sau là hai giò. Xe này xe 3 tấn rưỡi nâng thùng mà. Đúng rồi. Nó đổ cái thùng lên khúc đó mà. Chứ là ra thùng nó đổ cái đó, thùng nó còn có 3 nó thôi, 1, 2, 3 thôi. Nó đổ lên tải lên đó. Nó đổ lên. Xe tải kia nó kéo ngược kìa. Đó Hyundai đó ba giò kìa, nó kéo lên nè. Nó kéo đâu? Kéo được mà. Thì quay đít lại. Móc dây xích vô. Đó, con đó là ba giò đó, Hyundai đó chở khí hóa lỏng nè. Đó bằng xe là hai anh em mình chọn vô tư đó. Xe bồn nó kéo hả? Thì đó, chắc giờ xe bồn nó giúp người ta. Giúp người là mấy mốt người ta giúp lại thôi. Không? Thì chắc nhờ được mà, nó chỉ xích lôi cái lên thôi. Giúp tới có gì đâu. Nhiều lần nó cũng đòi trồng lên nước lá. Đòi nước lá là mẹ.
bạn dọc đường xa vậy, bạn ngủ đường xa đó. Đéo có giọng đi xích nào luôn chứ. Đéo có giọng đi xích này sao lôi. Xe mấy xe lớn là lúc nào mày có cọc dây xích nữa. Thằng chui mẹ xuống dưới đéo có dây xích luôn. Nếu mà anh có xe nan, anh chạy xe nan là anh có dây xích thì sao á? Bự lắm, để lôi hàng đó mà. Nhưng bởi vậy, nhưng mà giờ hả rồi. Giờ xe nan cái cọc dây xích đó mà muốn lấy xuống cũng mệt á, nó to. Mỗi lần khi mình mấy hàng ký. Chạy xe nan nói ở ngoài đường có xe đang cọc. Container mượn dây xích nè, mượn dây xích để lôi đó, đang đang mượn nè, hỏi nè. À mấy công này có, mấy anh công này có, nhưng mà nó phải có dây xích không, có xe bồn dây kéo dễ hơn công. Trời ơi, đụng nó sàn càng xuống mà còn mệt hơn là con xe bồn kia không.
mới chơi hẳn con công kéo luôn như cái bầu kéo lùi hả? Kéo lùi luôn chứ sao nữa. Nhóm lên chút xíu là lên xe bồn đi rồi. Không dám đúng rồi, mấy xe này nó không dám. Anh thấy không? Nó chống lơ mà toàn sắt không đó. Chả bồn nó lỏng nguy hiểm nên nó không dám. Đó, đồ má mang công xích kìa. Thứ thừa lừ luôn. Nó đồ má chơi dây cáp ở đây. Chơi dây gì ta? Cái dây gì á? Dùng nó dùng này dùng gì vậy ta? Dây bẹ, nói chung là dây bẹ. À xe này chắc cũng nhẹ nè, cái xe nhỏ này nhẹ nè. Đó, container còn... xuống luôn ha. Ừ, ta xuống đi. Hỗ trợ quá chứ. Nó dậy chứ đâu. Đưa ra đi cà phê nè. Còn đấy đúng không? Rồi anh chở xong anh ra anh lên xe, chở anh ra làm đi cà phê. Đi chỗ luôn. Chặp đôi lại. Chị chặp đôi đó. Nói người làm đi đôi, chiếc thì khủng. Má đi mà đéo chuẩn bị cục xích. Đó chặp đôi anh. Buồn mỗi cái dây này con bộ chắc à. Đang buộc dây. À giật cái đầu nó luôn hả? Kéo cái đít lên thôi. Đít lên thôi. Cần gì có mấy cài nó xích nhiều lắm. Giật cái đít lên chứ không phải giật cái đầu. Giật cái đít thôi chứ ai lấy cái đầu anh. Thấy không, công nó giúp luôn chứ. Mấy cài nó giúp luôn kìa. Đó. Ủa, nó dừng làm gì? Nó mang xe xích xuống cho mượn chứ. Sao? Thằng kia nó hút đâu rồi? Lúng hả? Đó, ăn này kêu ông này tới. Ông có mấy cài mà giờ xe công lên đụng quá trời người, lúc mà đéo ai giúp, lúc quá trời luôn, giờ đéo biết kêu ai. Ủa mấy sợi dây đó mà chụp đó công dây cáp kìa, nó có cái công dây xích cái cày kìa, có cái công dây xích tầng nó đang lấy kìa. Xe công thì nói gì nữa, trời nó lôi cái đụng á, con kia dội luôn á. Không, nó chỉ nhóm nhẹ cho thằng kia lên thôi. Ờ chứ ai mà kéo mày nó đụng cái đít liền. Đít liền. Mà ông nhiệt tình, ông xuống đồ, ông chỉ luôn rồi. Má dân công mà đồ đó, chạy luôn, đầu nhóm nhẹ lên, còn chứ mấy cày hỗ trợ nữa. Vui luôn. Hỗ trợ gì mà chạy hỗ trợ gì. Thì vừa nãy tính là xe công con đó. Này nhóm nhẹ lên. Đó lên nè, đó. Đó, ngon là đâu. Đó, đơn giản thôi mà. Quan trọng có giúp người ta không thôi. Nam sĩ. Mấy cái dây nó chắc à. Mấy kèo à. Mấy dây nó chắc à. Mấy cày. Ờ dây nó chắc mà. Dây nó cày tới luôn mà mấy cày mất mối rồi. Mấy cày nhỏ quá coi chứ không. Xong rồi đó. Nhớ nhiệt nó lên. Đù. Anh mấy cày mở cốp. Mở cốp rồi lấy cây nước uống luôn vào trong. Bạn hữu đường xa nha. Ừ, bạn hữu đường xa. Mày sẽ đem đi đâu rồi ta. Mercedes lên tìm cơ hội đầu tư á. À, xe ngon quá. Kêu ngon quá hả? Đó, máy cày nè, chiếc Lamborghini của anh á. Thấy không? Còn ngon không? Đó, đó. 3979 là hoàng nha, tài lớn là nhỏ nha. Xe máy ta đeo sao kìa. Xe máy nó nhẹ nha. Xe này ủi cái đầu xuống. Vậy ra ngoài, vậy ai tháo cái dây ấy ra rồi là anh biết anh lũi vô đó rồi lúc ai tháo ra rồi nó biết chui xuống chứ thường là đi đường bên này không à. Đây này ấy thành xe máy nó mới còn chạy nó nhắm mắt nó nhắm mũi nó chạy rồi còn anh cứ bước dây luôn bước dây luôn không hả sao mời
thế này sang đây. Thì hết rồi, chúng tôi là khác đi. Ai ơi. Ai ơi.